Mình gửi tới lớp 10 cho bạn cho các bạn kem bé nên bị phổi nặng. Thì hiện tại bé rất là yếu và mình sẽ làm một lộ trình chữa bệnh cho bé cho các anh em xem và tham khảo nha. Cảm ơn các anh em đã xem video clip và bắt đầu ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ trị bệnh. Cái thuốc trị bệnh của mình thì thuốc này ở chạy rắn Phú Xuyên của anh Tuấn Tài Tử. Mình cung cấp nha các bạn nha, các bạn xem kỹ. Bắt đầu ngày đầu tiên chúng ta sẽ cho thuốc vào cái bình nhỏ như thế này nè. Và nhỏ như thế này và cứ cho bé uống khoảng 2-3 giọt buổi sáng và 2-3 giọt buổi chiều. Thì cái bệnh cung cấp thức ăn bây giờ thì bé rất là yếu, bé sẽ không thể ăn được, bé không thể đi săn được, thì chúng ta sẽ xay sinh tố rau cho bé. Cũng bỏ vào cái bình này và bóp cho bé uống để cung cấp dinh dưỡng cho bé hàng ngày để cho bé khỏe lên nha vậy nha. Ok, Hello, và ngày hôm nay là ngày thứ hai mà mình chăm sóc bé thì tình trạng của bé vẫn còn yếu nha các bạn. Nhưng vấn đề là bé đã di chuyển là được rồi. Đó. Và mở mắt. Đó. Ok. Thì sáng 3 giọt, chiều 3 giọt trên thuốc của mình thì tất cả bé vẫn nằm như vậy, nhưng mà vấn đề của bé là bé đang mở mắt lại đó. Còn mình tiếp tục là sáng 3 giờ chiều 3 giờ và mình cho bé hiện tại là uống sinh tố bơ, nhưng mà sáng một ít chiều một ít cho bé để tránh cái bụng ra, và mình có thể là cái ngày thứ ba là bé sẽ, mình nghĩ là bé sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đây. Ok, các bạn theo dõi cái quá trình điều trị, mình sẽ điều trị cho bé nữa nha. Đó, đây là ngày thứ ba khi mà... Đó, các bạn thấy chưa? Những cái ngày đầu khi mình chữa trị cho bé này, thật sự là cái lúc mà mình phát hiện bé thì hoàn toàn là bé đã nằm lơ rồi. Mắt nhắm hai bên mà để đâu nằm đó, thì hôm nay là bé đã từ cái động đó chạy đi được. Đó. Thì mình vẫn tiếp tục cho bé bổ sung dinh dưỡng bằng từ cách đút cho bé nè. Bé vẫn mệt, trong thời gian vẫn mệt nhưng mà đã cử động lại được. Thì sau clip này thì mình không phải là quảng cáo thuốc, thì mình đang sử dụng thuốc để chữa phổi và chữa cho bé nhà mình đó, là đây là rau rau để mình xay lên mình cho bé ăn, và thuốc của mình bên mình bán hiện tại đang bán để chữa cho các bé đó. Các bạn vậy nó đã giữ rồi đó, thuốc mình chữa lên đây. Uống uống thêm uống một ít thôi. Ok, đó rồi bé bắt đầu lanh lên lại. Ok, nếu các bạn nào mà có cảm thấy hứng thú video clip của mình và muốn tìm cách chữa trị cho các bé bệnh phổi thì hãy liên hệ tới mình, hoặc là liên hệ tới mình để mình tư vấn nhiều hơn nha các bạn nha. Ở đây là cái bé rồng, từ ngày đầu tới ngày hôm nay là ngày thứ tư là mình chữa trị cho bé đã khỏe mạnh, đã hoàn toàn phục hồi được khoảng 70% sức khỏe và hơi dữ đó. Được có cái là lúc mà mình chữa là mình nhốt bé chung với bé chim chim alien.
rất là thoải mái, tỉnh rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip và hẹn các bạn ở những chương trình sau. Và ngày hôm nay là ngày thứ 3 điều trị cho bé, thì hiện tại mình đang bổ sung dinh dưỡng cho bé ăn đó, các bạn thấy không đó, bữa nay bé đã chạy được này nè đó. Mình sẽ cho bé tiếp tục uống vài giọt thuốc nữa và tiếp tục điều trị. Bữa nay là bé đã chạy hoàn toàn là khỏe mạnh đây đó, nghe họng đó. Là ngày thứ 3, thứ 4 là mình đã điều trị cho bé, hôm nay mình sẽ bổ sung dinh dưỡng và kích thích bé ăn những cái con mà dán Gilia cho các bạn coi nha. Cũng có thể là do cũng còn sức khỏe để chạy đây, không còn khỏe bé chưa, vẫn chưa có thể là từ khi sang ngoài được, nhưng mà bé vẫn đã chạy được hả, bé đã đi lại bình thường. Ta hơi rụng rụng chút xíu thôi, nên mình sẽ vẫn tiếp tục bổ sung bé bằng cái rau cây để cho bé bổ sung dinh dưỡng trong thời kỳ uống thuốc này.